À, xin chào anh em nhé. Ở clip này thì tiếp tục lên cho anh em những cái dòng công suất lớn nhé. Hiện tại thì đang test cho anh em những chiếc đẩy 4 kênh. Và con này thì công suất cũng khá lớn để anh em có thể lựa chọn chơi các bộ cao kê ở đây. Cũng như là anh em có thể chơi kiểu kéo, karaoke, phòng trà. Cũng như là anh em hát sự kiện đám cưới. Thì công suất con này nó đạt 800W trên một kênh. Và đây là thương hiệu của nó, HR-Audio. Cái mã này lâu lắm thì không về anh em nhé. Thực ra là mỗi lần về nó rất là ít luôn, hàng nó cực là đẹp luôn, hàng này thì nó thuộc dạng hàng lướt rồi. Anh em sử dụng những chiếc đẩy đời cao mà hàng đẹp như thế này thì chắc chắn là rất là bền và độ âm, cái giải âm của nó chắc chắn nó sẽ rất hay luôn. Thì với một cái mẫu cục đẩy công suất thì bên cửa hàng cũng bán rất là nhiều cho anh em, và với cái mẫu này thì ngày trước thì có đăng lên cho anh em, thì cũng có một số anh em về sau thì gọi lại thì không còn nhé anh em nhé. Thì tiếp tục ngày hôm nay thì có những cái sản phẩm này để đăng giới thiệu cho anh em. Thì nếu anh em đợt trước mà chưa mua được thì anh em có thể xem video clip này thì có thể liên hệ lại với cửa hàng qua số máy 0396 855 899. Thì công suất tối đa con này 800W thì anh em có thể đánh được mỗi kênh một cặp 40 con 76 như 30 con 76 đấy. Và đẩy bại và đẩy những cái dòng đẩy 4 kênh như thế này thì anh em có thể ghép được rất là nhiều cái thiết bị loa, đặc biệt là chơi trọn bộ luôn. Nói chung là karaoke bây giờ gia đình hay là sự kiện thì cũng là đầy đủ luôn. Anh em có thể đánh được loa full, loa súp hay là lò. Hoặc anh em chơi hết full cũng rất là hay. Con này thì hình thức bề ngoài của nó thì nó thuộc dạng phay nhôm nhá anh em nhá. Mặt phay nhôm thì rất là sạch sẽ rồi. Với cái mặt này thì cửa hàng bán rất là nhiều cái mẫu mặt phay nhôm. Nói chung mặt phay nhôm thì nó có xước sát một chút thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Nó vẫn tôn cái nền của nó rất là đẹp và nó sang trọng. Và nó sử dụng 4 chiếc nắp cho anh em nhé, 4 chiếc nắp. Con này thì đã mở nắp rồi thì mời anh em tham khảo chi tiết ruột gan của nó nhé. Con này thì công suất tương đối là lớn. Đầu tiên thì anh em có thể nhìn tổng quan con đẩy nó rất là hầm hố luôn. Con đẩy chiều sâu rất là dài. Con này thì nếu mà tủ kệ nhà anh em nó bé thì chắc chắn là phải cắt tủ kệ rồi. Tại vì là chiều sâu của nó thì găng tay tôi 25 thì nó cũng phải vào 50 anh em nhé. Đấy, 50, ngoài 50 một chút. Thì với mạch class H thì anh em biết là con này nó sử dụng mạch class H và sử dụng con này rất là nhiều tụ này. Con này đếm thì rất là nhiều tụ, 2 này, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tụ cơ. Xò này sẽ là xò gì nào, xò là gì với kép, tiếng rất là sáng này. Đấy. Mạch class H thì ngoài xò chính ra nó liên quan đến quả nguồn này, phần tụ này, phần diode, nắn dòng này, phần bù áp và sừng thúc này, đấy, rất là nhiều. Nói chung là những chiếc cục đẩy nó đẹp này thì chắc chắn là anh em sử dụng nó rất là yên tâm. Một chút bụi bặm nha anh em nhé, hàng nước thì nó vẫn sạch sẽ rồi. Nó sử dụng rất là ít, hầu như là có một tí bụi thôi. Hàng đẹp. Trong là hàng bao đẹp, bao zin cho anh em. Nguồn con này là nguồn đồng anh em, nó rất là lớn luôn. Đấy. 4 quả gió nha, dưới 4 quả gió. Quay một chút đằng sau nhé, đằng sau con này thì tín hiệu vào cho anh em thì bằng Canon này, có đường link này, Canon này, bằng đường link này. Cái này thì cả sử dụng cả new trích ra loa, lẫn cầu loa, xét loa anh em nhé. Một con này thì anh em có thể cân được cả bộ karaoke rồi. Hàng rất là khủng nha anh em. Trông con đẩy rất là nặng. Rất là nặng, nhìn con này rất là nặng. Tụ con này xem là tụ tụ một con này tụ 100V này, tụ này tụ hãng này. Đấy, tụ hãng. Ok, thì lên cho anh em một con đẩy 4 kênh nhé. Với 800W trên một kênh. Thì dòng này đang có giá cho anh em là 6.900.000 là giá tại cửa hàng anh em nhé. Chưa có phí ship, anh em tùy gần tùy xa, con này cước thì cũng nặng một chút anh em nhé, tùy gần tùy xa thì mới trả cước được. Thì nếu anh em quan tâm thì anh em có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp tới số máy 0396 855 899 nhé.